Quý vị và các bạn thân mến, vùng đất Nam Bộ có nhiều dân tộc cùng sinh sống như Kinh, Chăm, Qua, Khmer. Mỗi dân tộc có rất nhiều món ăn đặc trưng riêng. Đơn cử như là người Kinh thì có món bánh chuối, bánh ú, bánh da lợn. Người Qua thì có bánh bao, bánh hẹ, còn người Khmer thì có bánh dứa hay là món cốm dẹp. Nói đến cốm dẹp thì nếu mà có ai từng với bà con dân tộc Khmer quét cốm dẹp thì mới thấy hết cái sự kỳ công của món ăn truyền thống này. Và trên một sông nước ban mai ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi trải nghiệm quét cốm dẹp quý vị nha. Nếp sau khi ngâm, phơi khô, rang cho đến khi nếp nổ, giã cuốn hay còn gọi là giọt cuốn, cuối cùng là sàng sảy làm sạch cuốn. Đó là những công đoạn để làm ra cuốn dẹp. Cực lắm, dễ vậy đó, học theo đó. Hồi xưa mình nghèo khổ, mình ráng mình làm chứ nó bây giờ nó không biết đâu. Nếu mà nó học thì mình dạy đó. Mình gan sao cho nó đều, mình quết. Nếu mà nhả quá thì nó không ngon. Cuốn dẹp được người dân Khmer dùng để dâng tạ trời Phật, đã cho họ một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu trong lễ cúng trăng hàng năm. Cái dịp đi thi như vậy đó, chứ tới rằm tháng 10 đó cúng trăng nó mới bớt phong tục. Ngay cái rằm tháng 10 cúng trăng là cúng cho được mùa màng vui vẻ cả xóm làng. Mười mấy tuổi là làm cha mẹ vớt bán rồi mình học theo, được mà biểu diễn thấy hạnh phúc và tự hào trong lòng đó. Chỉ nghe là ông bà mình nói thôi, bây giờ là bữa nay nè, nhân cái cơ hội này em đến em mới thấy tận mắt thì em thấy là rất là công phu, rất là cực khổ. Kiểu như là phải giã, phải gan lúa nếp lên rồi cho nó nóng, rồi xong rồi phải dùng cối, rồi phải giã bằng tay thủ công như thế này. Mình giờ mình thấy là có một cái nét đẹp về truyền thống của bên dân tộc của các cô, mình cũng cảm thấy là rất là thú vị. Ngoài món cuốn dẹp, bánh dứa của người dân tộc Khmer thì còn rất nhiều món bánh dân gian khác cũng được trưng bày trong các sự kiện hay các dịp lễ hội. Ngoài việc phục vụ thực khách còn góp phần phát huy giá trị văn hóa ẩm thực Nam Bộ. Gợi nhớ từ tuổi thơ của mình, ngày xưa thì mình cũng hay theo mẹ, theo dì cũng làm một số bánh để ăn trong những cái ngày lễ, ngày Tết. Những cái ngày này thì là mình cũng làm lại để cho mình cũng giới thiệu với con cháu mình để nó biết được là nguồn gốc với lại hương vị của các loại bánh. Khi mà mình làm được những chiếc bánh như vậy và mọi người thưởng thức á, thì mình rất là hãnh diện và mình rất là vui. Trong lúc mình làm á, thì mình nhớ được cái từng hình ảnh của người bà, người mẹ của mình. Ngày nay những món ăn truyền thống được sáng tạo về màu sắc, kiểu dáng để thêm bắt mắt và tăng hương vị. Nguyên liệu được kết hợp tinh tế giữa truyền thống và lẫn hiện đại để đáp ứng nhu cầu thưởng thức món ngon của thực khách.